Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lúc ấy cũng có bà tiên tri Anna, con ông Panuel thuộc chi họ Ase đã cao niên, mãn thời trinh nữ. Bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy bà cũng đến. Bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilea, về thành mình là Nazareth. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người.